chuyện với chị xong nó đá em một phát, nó không thương tiếp gì luôn. Quả quá. Nó đá em ra mấy chị ạ. Hết rồi, còn cái túi của chị à, em có lấy không? Cái túi thanh lý của chị à, còn có cái như vậy mà lấy túi thanh lý không? Chị có còn như vậy. Quá xịn luôn, hai màu
nên lấy màu trắng, tại màu trắng rất 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 là đẹp luôn. Trời ơi, đầm kem cho Thúy Oanh rồi hết. Còn một cái màu trắng hôm bữa bán 280 đó mọi người, tại vì hàng này hàng Mai Phương Bùi, cái hàng giá rẻ nha. Bây giờ em sale còn có 150.000 luôn. Gấp lại cho nó đẹp, lại đầm xịn đó mọi người. Đầm xịn phải gấp cho nó đẹp. Đáng giá cái đồng tiền lắm, mua nó 100 thôi mọi người, về so sánh cái hàng 300 mấy 400 giùm em, đừng so sánh hàng trăm mấy. Em còn một cái trắng, bà nào mà dưới 53kg là mặc cái màu trắng giùm tôi. Mặc cái màu trắng nó đẹp kinh khủng luôn. Thấy mọi người những cái vải này. Đỉnh không? Rồi màu trắng giùm em. Đó mọi người thấy để đó là em tẩu rồi đó. Rồi quần xốp. Quần xốp hôm bữa là em bán mọi người 215, sale 190. Giờ em tặng với chị trên like 99k luôn, ghi cho em là quần xốp 99k. Quần xốp 99k dùm em. Ai mua cũng mua 150. Ai mua rẻ lắm, cái quần xốp này là 160, bây giờ em sale 99k. Còn hai cái màu nâu với một cái màu trắng, quần xốp loại 1 đó mọi người. Loại này nó đang hot ở trên mạng lắm. Nó có hai loại, một loại hàng xưởng thì có tầm khoảng 130-140 thôi, còn hàng của em là hàng cao cấp. Quần xốp có hai màu, chốt màu dùm em. Ai lấy quần xốp thì ghi dùm em một quần xốp, em để cái thêm cái màu trắng mặc. Màu dùm em nha. Màu trắng với lại là nâu. Lấy màu gì vậy em ơi? Màu gì vậy? Heo xinh bé, xe có 100.000 nè. Ai lấy quần xốp nâu cho heo xinh bé nè. Này bỏ trong cái bọc này. Rồi còn một cái màu trắng, hai cái màu nâu, một cái màu trắng. Ai lấy quần thì ghi dùm em là quần nha. Rồi tiếp tục set này mới dành nhau nè. Sau toàn đồ đẹp, quần 100.000 nè, 99.000 bán tặng với chị trên like luôn. Set, trời ơi, set ngủ 99.000 ghi cho em. Set ngủ này form rất là đỉnh nha, ghi cho em là set ngủ gu xì 99k. Nhớ là chia sẻ nha, em không bán cái giá này chứ bạn nào mà không có nút người đã chia sẻ em không có bán thôi. Nhưng mấy chị, tại cái này em sale tặng cho mọi người trong like, tại em like còn có 30 phút nữa đây. Rồi ai lấy thì ghi dùm em nha, tính để ngày mai like, nhưng mà thôi like luôn để chốt đơn luôn mọi người, mai khỏi phải like. Rồi cái này ghi cho em là vu xì, mai không có like nữa, tại like xong còn có tí đây nữa là hết rồi đó mọi người. Ghi cho em là vu xì dùm em nha, set vu xì 99.000. Vải nó đẹp, form nó xịn, mà có 100.000 bạc. Nè, nhìn hàng dùm em này, đỉnh không? Đó, ai lấy thì ghi dùm em nha, còn 3 set. Ghi cho em là set vu xì dùm em 100.000 nha mọi người nha. Ai lấy set vu xì thì ghi dùm em là set vu xì. Ok nha Như nha, nhận được thì báo. Ai chuyển khoản thì làm ơn ghi cho Dung cái tên Facebook nha. Không là Dung xỉu quá, không ghi tên Facebook không biết của ai. Ủa chị bấm rồi mà ta. Rồi set bi 2 giây, cái này hàng tao bao, cái này hàng xịn lắm. Set bi 2 giây ghi cho em là set bi dùm em nha. Set bi 2 dây form siêu đỉnh nè mọi người. Thấy cái set bi, cái này phải mọi người phải cột dây lên nha, em chưa có cột đó. Quần bí siêu đẹp, bán tặng mọi trên like 100.000 luôn. Set bi 160 xe 100 luôn. Cái này hàng xịn, nó có màu đen nữa mà không biết màu đen hết chưa nữa. Ghi cho em là set bi nha, tương tác chia sẻ cho mọi người. Bi dùm em, bi 100.000. Ghi cho em là set bi 100 nha mọi người nhé. Set bi 100. Ôi chết bà, bỏ lại em chị đi. Set bi 100.000. Cầm cái giúp em set bi. Rồi cái này siêu phẩm. Bà ngoan kem còn ở đây không ta? Cái này người ta gọi là siêu phẩm chứ không phải là đồ. Lưu ý dùm em, sản phẩm không phải là thuốc, không có thay thế thuốc chữa bệnh được nha mọi người nha. Trời ơi đẹp. Này ai lấy gì không? Chưa. Khánh Huyền nhà chuyển khoản. Ấy mặc hết, trời ơi, hàng chuẩn loại một của Zara. Nó đẹp kinh khủng khiếp luôn mọi người ạ. 240.000 em sale tặng trên like 150. Cái này em nói trước là em sale lỗ nha. Trời ơi, ai mà được set này, có 2 set. Màu cam hay là màu vàng. Với một cái set màu kem nữa này. Khá rồi, nó đẹp. Mọi nhớ của em Thanh Lý không? Em Thanh Lý là màu xanh nhưng mà hết rồi. Em sẽ nghĩ màu xanh mà em còn 2 set ở trong. Em không có thanh lý hai set đó, tại em chưa có mặc. Đẹp lắm nè, áo ba lỗ da rà cộng thêm cái quần váy như thế này, trời ơi nó đỉnh. Xe 150 luôn, cái này hàng xịt nha mọi người nhé, về hàng giá rẻ. Nó có màu má ơi này đẹp quá, xe có 150 à. Màu cam, màu kem với màu vàng, cam kem vàng.
Rồi còn một set màu màu cam với một set màu kem thôi là hết luôn. Hết rồi mấy chị ơi. Còn hai set a màu xám. Đẹp lắm, có 150.000 à. Cam nhân xúc thủy. Không lấy là hối hận đó mọi người. Không lấy là hối hận đó mọi người. Cái này đẹp lắm. Ai mà vừa thấy em mặc màu màu cam này live stream kem rồi là biết này. Nó xịn lắm. Xám cho Nguyên Châu. Nguyên Châu có chuyển khoản được không em ơi? Ủa, Nguyên Châu này là Nguyên Châu nào? Được, có Nguyên Châu bom hàng à, có Nguyên Châu mà không có, không có chịu chuyển khoản này. Há hồ nó đẹp. Cái này là màu xám nha. Xinh xinh chuyển khoản đã rồi mới chốt. Cái này là màu xám của bữa thanh lý cho mấy chị đó. Giờ em bán bằng giá thanh lý luôn 150. Xét ngủ thì có rồi nha Nhi Kiều ơi. Ủa Nhi không lấy cái này hả? Nguyên Châu là khách nào đây có chuyển khoản được không em ơi? Em còn một kem, một xám với lại là một cam. Đau cổ quá mọi người ạ. Rồi em còn nha, ai lấy thì ghi dùm em. Còn ba màu đó, ai nhanh tay chốt thì chốt nha mọi người. Ai nhanh tay chốt thì chốt nha. Sale có 150, xám cho ngoan kem. Cái này mà không lấy là hối hận đó mọi người. Em nói thật, riêng cái set này mà không lấy là hối hận. Không, chị hỏi em nó phải khách kia không. Nhưng mà chị hỏi em có chuyển khoản được hay không á. Chị đâu có nói em bom hàng đâu. Chị nói là Nguyên Châu này, chị cũng có một Nguyên Châu kia bom hàng. Em đâu có vô bom hàng đâu. Ý là em có chuyển khoản được hay không thì chị chốt. Tại chị không có nhận cốt nha bé. Này hàng của Zara này, bọc của Zara luôn. Màu kem nha em nhầm. Em có chuyển khoản được không? Chị đang hỏi em có chuyển khoản được không để chị bấm. Chứ chị không có nhận cốt nha. Rồi em còn nó 3 màu 3 set hết. Ai lấy nữa ghi dùm em nha. Màu kem, màu xám với màu cam còn 3 màu. Hết rồi đó. Ai lấy thì ghi dùm em. Chuyển khoản đấy. Còn 3 màu này em. Còn 3 màu đó, còn đủ 3 màu, 3 màu 3 set nữa là hết à. Còn hai kem. Đó là hết luôn, sale có 150 à. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Màu giúp em. Kem cho Kim Huy này. Rồi hết à, còn một màu kem nữa. Có 150.000 thôi mấy chị. Má ơi không xịn là cứ trả lại cho em thoải mái. Em mà đã cảm dám cam đoan này bọc của Zara luôn chứ không phải là bọc hàng rẻ đâu nha mọi người nha. Nè, thấy không? Đó, 3 màu nữa là hết. Kem, xám với lại là cam. 3 màu, 4 màu. 3 màu, 4 màu, 4 màu, 3 màu. Trời ơi, set này. Còn set. Đây nha mọi người nha. Cái này ghi dùm em. Trời má ơi, nó đẹp. Kinh khủng. Nãy đầu lại đánh nhau đó. Giờ hết rồi, còn có set à. Ghi cho em nha. Ghi cho em là set, set xanh dùm em. Nãy đầu lại có set à mấy chị ơi. Có set à. Ai lấy thì ghi dùm em nha, ghi cho em là xanh. Comment giúp em là set xanh dùm em, sờ anh xanh nha mọi người. Áo nó đẹp ha. Thề luôn á, cái màu quần này. Ai lấy xanh thì ghi dùm em là xanh nha mọi người, 120. Cam cho Kiều, Kiều có chuyển khoản được không Kiều ơi? Kiều là xanh. À cam lỗ. Xanh cho chị Cherry Nghiêm. Này xanh này, chị Cherry Nghiêm này. Rồi hết. Còn một xám với một nu nữa là hết. Hết. Nó đau khổ quá mọi người luôn. Ở trong em có quần. Mấy chị đừng thấy em ấy thì cái con này em mặc quần là chết rồi. Rồi cái này quần size S. À size M. Cái này em xả bao nhiêu ta? Em này xả bao nhiêu? À này em xả 150. Em hết cam rồi chị. Em còn một set màu hết xanh rồi em ơi. Mấy cái set lụa đó dùng hết rồi. Rồi cái này ghi dùm em nha. Mã này ghi dùm em. Rồi cái này ghi dùm em 150 nha mọi người. Quần mặc không có. Rồi ai lấy ghi dùm em nha. Quần mặc là set đó chị. Rồi ai lấy ghi dùm em nha. Mã này. Cái này em chốt cho mọi người 150. Còn có size M. Quần 150.
tụi con chả thấy ai comment hết vậy trời. Buồn ạ. Đừng nói bị ẩn comment là tôi xỉu quá nha. Cái này mà ẩn comment là ăn cám luôn này. Không. Ông Quyên yêu hôm qua ông Bắc Rinh. Ông Rinh có cái à, quần 150 cho nhỏ lụ. Sai mờ nha lụ ơi. Rồi xét hồng. Trời ơi là trời. Ôi là trời. 150. Trời ơi là trời. 150 giùm em. Ủa sao comment được có mấy cái vậy ta? Điện từ nha mấy bà. Tôi không thấy ai comment như vậy. 40-50 người thấy comment đọc không kịp. Mà bên này không thấy comment nhỉ. Chia sẻ lại giùm em cái. Hình như nhiều chị không có nút người đã chia sẻ này. Nên nó ẩn á. Trời ơi bây giờ nó không chia sẻ nó ẩn kinh lắm mọi người ơi. Rồi cái này ghi giùm em nhá. Hồng. Hồng giùm em. Ghi cho em là hồng hờ ông Phong Việt Hồng. 150 luôn hết. Hồng 150. Ai lấy hồng thì ghi giùm em. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Hồng 150 đủ 5 free ship đúng rồi. Ngoan kem này 150. Đơn 500.000 free ship mấy bác ơi. Đù má ơi. Mấy chị ơi. Đù. Màu xanh chuối nè. Trời ơi. Trời là trời. Thôi để mặt nha mấy chị ơi. Hết rồi. Chắc tao xỉu quá bay ơi. Tao bị ngáo đá rồi. Tao bị ngáo đá rồi. Loan. Ây da. Thì bà Hằng comment gì à? Bị ẩn comment. Bộ trong khai comment quá trời mà chị không thấy. Ủa vậy hả? Bà không thấy. Nè hai máy luôn á. Mà còn không thấy nó. Trời cái này ghi cho em Loan 80.000 cho ai có đơn ngố nha. Ngố Loan 80.000 cho ai có đơn nha. Không có đơn là tôi không có để cái set này được đâu. Tại set này tôi bán 140 á. Xe còn 80 chai có đơn. Bị ẩn hả mấy chị? Má ơi. Ai mà ví dụ như bà nào comment mà không thấy. Bà kia nhắc dùm tôi cái. Tôi không thấy. Tôi mới nói là giờ này mà đông như vậy mà có vài ba cái comment. Tôi mới ấy đó. Ngủ loa kia bà Diệp. Rồi coi lại cách ăn ở nha. Không thấy là coi lại cách ăn ở á. TikTok làm sao cho nó lên xu hướng. Đó giờ áp dụng. Nhảy đùng đùng đùng. Trời mấy chị biết không? Em chơi TikTok gần 1 năm trời mà nó không nổi 2 tim cho tới khi em nhảy 1.200 tim. Mấy chị thấy không? Thấy kinh khủng không? Facebook chưa được 1.200 tim mà TikTok được 1.200 tim đó. Trời ơi má ơi. Trời ơi nè. Má tôi thề với mấy bà luôn. Mấy cái set này mấy bà nên lấy này. Xanh min có set à? Xanh min giùm em. Bởi vậy tôi cũng phải quyết liệt lắm thì nó mới được lên tim đó mọi người. Thấy kinh khủng không? Thấy bà Trinh Đông đi. Trời má ơi. Trinh Đông xuất hiện đây chị không thấy Trinh luôn. Không thấy ai luôn đó mọi người. Chị thấy comment em quá trời. Chị thấy comment thấy Sam Sam. Bà Trinh Đông đi comment không kìa. Không thấy. Thấy Thu Thủy nè. Trời ơi tôi thề với bà luôn. Tôi chơi TikTok 1 năm trời. Tôi không nổi được 3 tim, 2-3 tim không à. Cho tới khi em nhảy. Trời ơi ngàn 2 tim, 300 mấy tim, 400 mấy tim. Ngàn mấy mọi người không tin lên TikTok của em đi. Kinh khủng lắm. Thêm một tẩy trai như Kim Huy. Mắc cười lắm. Xét xanh ai lấy quên mẹ rồi. Hoa xanh la. Em ơi em có chuyển khoản được không Hoa ơi? Chị không có nhận đơn không chuyển khoản nha. Ai lấy xanh pin thì chốt 120. Cái này sale lỗ à? 120. Ai lấy thì chốt. Má ơi. Em mọi người phải tương tác hộ em. Trời ơi má ơi set này đâu ra 2 set nè. Em thề với mọi người set này nãy giờ em không nói điêu luôn nè. Có set nào em để đây em mặc hết luôn á. Hoa Sala có chuyển khoản được không? Cái video này em không nhảy á, là nó không thể nào có tim mà nhảy là có tim mà. Hoa Sala xanh min chị vút cho em chưa? Khổ vậy đó. Chị vút cho em set xanh cho ta. Trời má ơi chưa ai chốt lại má. Có thiếu mà. Thiếu ai vậy?
lắm luôn đó mọi người, sẽ ngủ 2 giây. Mặc cái này cho mùa dịch nó đẻ thêm, tăng dân số mọi người. Thiệt, Nguyễn Châu em chuyển rồi. Má ơi, nó còn comment hả mấy chị? Phan Thiện chuyển khoản rồi ấy, còn túi không bà? Không, không còn túi. Ok Nguyễn Châu rồi, cái này ghi cho em là set gấu má rồi. Set này nó có tăng đô hàng xịn nha. Em xem còn 120 à, 180. Em xem còn 120, còn 2 set à. Ai thấy thì ghi dùm em nha. À, TikTok là Đặng Thị Dung. Tên Facebook em luôn á. À lộn, à đúng rồi, tên Facebook em đó mọi người, Đặng Thị Dung. Rồi ai đây ghi dùm em nha mọi người. Comment giúp em là màu nâu với lại là màu hồng. Nâu với hồng dùm em, ghi cho em là nâu với hồng, nâu với hồng, nâu với hồng, hồng với nâu. Có hai màu nha mấy chị ơi, đẹp lắm. Trời ơi đẹp, cái xích gỗ này đẹp. Sale có 120 à. Ai lấy gấu ghi dùm em là gấu. Gấu, trời ơi sao xích gấu này không ai thấy trời. Cũng em mọi người ơi, em không thấy gì. Ủa không ai chốt hả? Gấu. À hai gấu, gấu hồng với gấu gấu gì ta? Gấu chó, gấu mèo gì á. Đó, mọi người chốt gấu gì vậy chốt. Nhanh thì em còn đi nhảy TikTok này trời. Bộ xanh cho hoa sata có rồi, chị Tú ngon lấy màu xanh gấu nào. Có ship hóa ăn không? Có nha người đẹp ơi. Đây. Gấu nào? Chị lấy gấu nào chốt giùm em. Chị Trinh Dolly. Má ơi con Trinh này nó đi đâu vậy ta? Chị cũng thấy một Trinh luôn. Bà rồi. Trinh chốt gấu hả? Từ từ nha chị. Phát ra lên lại. Khủng lắm. Thoát ra vô lại thế. Má ơi mạng nó loát đi. Trời ơi là trời ơi là trời. Trời khách kêu đặt dùng màu xanh. Bà hoa sa la có mà. Trời má ơi rồi khách gì toàn khách. Ừ trời má ơi. Đọc tên không dùng bộ dùng tôi với gấu chó, gấu mẹ, má bộ gấu. Trinh chốt gấu cho Trinh nè. Má ơi không thấy luôn đó Trinh ơi. Tôi xỉu mất trời ơi. Má tôi điên quá. Gấu hồng, à đúng, gấu 120. Còn một gấu này thôi mấy chị ơi. Còn gấu hồng chị Yến Oanh có chuyển khoản được không? Thấy Trinh rồi. Thoát ra vô lại mới thấy bà mẹ nó. Cũng nặng ghê luôn á, 120. Hai dây hồng. Hết nâu rồi chị Tú Ngôi, comment chậm quá. Nó ẩn mấy chị thiệt á, mấy chị thấy không? Dịch đã nghèo rồi. Em là thuộc dạng là nghèo nhất cái xóm luôn á. Trinh bộ xanh luôn đó chị. Ủa Trinh lấy bộ xanh hả? Gấu hồng, Linh Anh có chuyển khoản được không em ơi? Linh Anh có chuyển khoản được không? Gấu hồng cho Linh Anh này. Bà mẹ nó bị ẩn. Nè cái màu xanh này ai chốt mà bị ẩn comment thì chốt lại giùm em này. Bà mẹ nó em không thấy luôn. Vô thấy quá trời comment. Em lấy bộ xanh pin thôi ok. Xét xanh pin còn 2 set. Nè ai lấy xét xanh pin thì chốt lại này. Má ơi cố tủ nhà thằng cái Facebook. Nó tính là không cho em làm ăn đó mấy chị. Khổ nạn không? Bực không? Comment nó bị ẩn đó mấy má. Không phải là con không chốt đâu. Comment nó bị ẩn đó. Không đọc được ai luôn. Chị Linh, Trinh lấy bộ xám ba lỗ. Giờ thấy Trinh này này, Trinh comment lại đi. Bộ xám này đúng không? Thế xanh minh cho Ngọc Sương. Trinh lấy bộ xám thì comment lại đi. Chị không thấy cái comment bộ xám. Nãy thì do chị thấy được tầm mấy chục comment đổ lại thôi. Trinh lấy bộ xám là lấy thì ô bán. Chị là bộ ba lỗ xám. Rồi còn một set xanh minh này. 120. Ra phía về trăm. Rồi cái này là hàng cao cấp, hàng cao bao nha mọi người nhá. Em xem 150 luôn. Cái bộ này hôm bữa quá rồi người dành hàng thanh lý của em á. Em không còn xếp ngố chị ơi nè. Ai lấy ghi giùm em nha. Comment giúp em. Mã này ghi giùm em là set. Ghi cho em là set set tu. Cái này hàng cao bao, hàng mắc lắm. Mà em sale luôn. Sale 150 luôn. Cái này sale lỗ luôn á. Set nâu với heo xinh bé rồi hết. Nó đau được quá. Lại với bà cũng không thấy thật sự luôn, nó thề luôn, nó tôi mà thấy là tôi đọc liền, trời ơi
bán hàng mà thấy là đọc liền luôn, không thấy, khổ lắm không thấy luôn. Má bà mua đồ mà nhiều khách chốt dùm. Không thấy mấy bà ơi, chết chết. Trời ơi, áo nhìn là biết hàng thịt rồi, không cần nói ha. Nấu có xét mấy má ơi, gì comment nhiều vậy. Trăm rưỡi. Thấy bà rồi, thấy bà Trinh rồi. Gấu chó, gấu mẹ gì thấy hết rồi. Cái xét đó còn một xét màu đen nữa mà không biết nó nằm ở đâu mấy chị ạ. Tí để em kiếm thấy để em hú em ới nha. Nguyên con gấu mẹ ngồi đây. Không thấy má ơi. Rồi áo nơi sale lỗ 140. Cái áo này hàng mắc nha mọi người nhá. Hàng 300 mấy lận đó. Hàng của Hot Girl đang bán 300 mấy á. Rin 140. Sale dưới giá vốn là 15.000. Áo này em lấy vô là 155 em bán mọi người 190 á. Này còn có giá tiền đây em không nói deal luôn. Nguyên buổi sáng còn này. Chốt cho Trinh buổi sáng này 150. Sơ mi nơi cho chị Yori 140. Cái đó bộ sáng 150, sơ mi 140 này chăng. Con cũng khổ lắm mấy má. Con cũng đâu có thấy comment của mấy má đâu. Lòi con mắt ra đây, trời ơi. Cái đó 140, sơ mi 140. Trời ơi, cái set số này nó xịn lắm mà em bán. Em bán chắc phải một tháng trước rồi đó. Mà nó còn bom về, có set này, set này đẹp lắm. Em có màu trắng, màu xanh, màu hồng tụt luôn hết mà hết rồi. Còn có sót lại màu xanh, trời ơi, má ơi, nó xịn, xịn ha. Set hát đẹp đỉnh luôn, xe 150. Ghi cho em là set đen 150 giùm em đỉnh không? Rồi mặc lên đi đôi giày thể thao xong rồi nhảy TikTok. Ghi cho em nha. Ghi cho em là set đen 150, set này đẹp lắm. Em có set màu trắng với set màu hồng. Mà thôi, bây giờ em để nữa là em chặt cái tủ em lắm cho Thu Phương này. Cho Thu Phương à. Đau bụng quá. Tao bao tử trước má ơi, set này đẹp lắm này mấy chị. Em khuyên chân thành mấy chị nên lấy set này. Má cái quần em kéo cái gì kéo nè. Còn set lụa chữ A không hết rồi em ơi. Trời ơi mọi người nhìn này. Cái quần thôi nha, mấy chị nhìn cái áo này. Vải nó đẹp từng cm luôn đó mọi người. Đẹp lắm, cái này hàng Quảng Châu. Trời ơi nó xịn áo này ha. Cái này em chụp chụp hình mấy chị hay hỏi em đó nè, là dùng cọt set này sale 120 luôn, có set à, đỉnh ha. Má mấy chị nhìn cái vải áo này, cái phong quần này, nó là dạng quần ngố mọi người, nhưng mà quần ngố này quần ngố hàng xịn, form của nó lên rất là đẹp. Áo này mọi người có thể mix ra riêng với lại là quần ngố màu đen hoặc là quần ngố khác cũng được, còn cái này là mọi người mix với áo đen cũng hợp, mà mix với áo trắng cũng hợp. Cái quần này này đẹp lắm. Ghi cho em là set trắng đi, xe 120 luôn, vải rất là xịn sò. Vải là à, cái áo này là giống cái áo mà áo con gấu á mọi người hay mua của em là nãy em xe 120 đó, mà nguyên cả set em xe 120 luôn. Ghi cho em là set trắng 120. Trắng 120 nha mấy bà. Sao nhìn tôi đen dữ vậy trời. Má ơi sao đen dữ vậy ta. Sao khúc này em đen vậy mấy chị. Đi dạy giùm em đi xem đen dữ vậy nè. Út xương có chuyển khoản được không em ơi? Hắt tắc thở rồi. Rồi set Gucci này, trời ơi, bà nào nãy hụt, giờ chốt lại này. Gucci 120 có set à? Út xương có chuyển khoản được không bé? Nè, đỉnh chưa? Có set à? Gucci lụa cao cấp 240 sao vào 120. Ghi cho em là Gucci nhá. Gucci 120. Út xương chuyển khoản được thì bán chị để chị bấm trơn nha. Mua xì cho Kim Huy rồi hết. Hai xe nó đẹp lắm luôn á. Áo gấu con nào bom hai áo thì trời. Áo gấu, à lộn, áo chó. Bà là bom mua hai cái màu đen với lại là màu cam này. Áo gấu xe 120. Má ơi áo này đẹp. Mua xì hết rồi Kiều ơi. 120. Áo gấu ai lấy thì chốt lệ nha. Áo gấu xe cho mấy bà trên like. Còn út xương là xét trắng cho út xương này. Xét trắng 120. Xóa cái ấy đi. Cu xì hết rồi mấy bạn. Nè tôi còn hai xét coi, áo siêu đẹp luôn. Còn một màu cam với một màu đen duy nhất. Cam cho heo xinh bé. Châm cái áo chó ở trên ghế kìa.
chó đen cho chị Yorin. À, chó này em sale á, hôm bữa 180 lận mấy chị. Mày thật người quá ha. À, con em của em nó dễ thương lắm mấy chị. Ba dễ thương luôn. Cưng á, muốn đực ghê á. Đừng nó đi, đừng nó cho phát nó bay ra dưới lầu luôn. Rồi cái này áo chống màu hồng hết rồi, còn có cái tao không bền với mày nữa rồi, tao hết kiên nhẫn với mày rồi. Điểm kể mấy chị đây, cái cuộc đời em rất là buồn luôn. Nó chở em ra đầu đường để em mua cái thùng sữa tinh về em uống, mà đâu em uống, em đâu có uống một bình đâu mấy chị. Nó chở ra đầu đường xong rồi nó đứng bên này đường, tại vì cách cái hẻm nhà em là có người ta giăng dây rồi, chỉ còn đi ra là 2 triệu đi về. Nó kêu là chị đi qua đường đi, em ở bên này, lỡ như người ta có bắt chị thì em sẽ tự chạy xe về, chị mặc sao kệ chị, em không liên quan. Hả, chị thấy khốn nạn không? Chị thấy nó khốn nạn không? Đó, nó chuẩn bị nó quay xe luôn rồi mấy chị. Hải quay xe luôn rồi, em mà có bị bắt là thiệt, có vì em ám nó luôn, nó thiệt khốn nạn không? 2 triệu mà không bị gì, còn mày thì ổn ổn xe về trước, khốn nạn không? Không thể nào mà mày đừng có đụng sơ tinh của tao nha, tao chỉ cần mày nhìn sơ tinh thôi. Xanh pin dùm em, set xanh pin còn một set. Chó hồng như heo xinh bé. Ủa trời, bấm ra chó hồng như heo xinh bé gì vậy? Hả, à, ngồi nói không à. Đây, set hồng này em còn một set nữa mấy chị. Còn một set nha. Ta sẽ hận mày tới già. Ghi dùm em nha. Ghi cho em là hồng, ta lỗ, xanh pin. Còn có set à, bà nào lấy thì chốt lẹ nha. Tại vì mấy cái set này em không có hàng. Nãy em xem có 120, nãy giờ ai cũng có hỏi giành giật hết đó mọi người, cho nên mỗi mẫu còn có set à. Rồi xanh pin dùm em, ai lấy set xanh pin thì ghi dùm em là set xanh pin. Có thì em cũng ráng xem với chị chứ đâu có hàng đâu hết rồi. Ai, áo em mặc con. Trời ơi, bà nào nãy giờ năn nỉ kêu em thanh lý cái áo này. Đây nè, còn xanh pin cho Trinh. Đây nè, áo này em còn 3 cái, 3 màu lận, ở đâu 2 màu, một màu hồng với lại là một màu xanh. Đây, đó, áo em mặc, này em xem có 120 à. Bà nào lấy áo thì chốt lẹ nha, 2 màu. Em xem có 120 thôi à, ai lấy thì chốt nha. Cái này là siêu phẩm đó mọi người, không phải là hàng rẻ đâu. Áo xanh như heo xinh bé. Heo xinh bé thì gửi bưu điện được các em ơi. Tới đó nhận hàng nha. Bưu điện người ta nhận đơn em và chỗ em giao được bưu điện á. Có cái nào chưa bỏ vô không vậy? Áo hồng như Thương Phương. Xanh pin là cái set á, đây nè. Xanh pin là cái này nè, còn áo xanh này chị vừa vứt rồi. Rồi áo hồng hết rồi. Thế rồi mấy chị ơi, hiện ra nó lòi được cái đó mấy chị ơi. Lúc chiều mà em bị bắt thì mấy chị biết rồi đó. Mấy chị biết số phận của nó rồi đó. Nó không thể ngồi đây mà ung dung như vậy được nữa đâu. Chị vô là người chưa gặp công an. Em là người thân ngay đó. Mày do anh ở, mày mới gặp. Tao có bao giờ gặp anh công an ở đâu. 120. Rồi áo xanh này em còn cái duy nhất. Xanh bơ á mọi người, trời ơi má ơi. Mặc cái xanh bơ lên nó trắng một bầu trời luôn đó trời. Từ từ nha, em mặc cái áo xanh bơ. Từ từ nha, mày nhìn chết mẹ. Ở trong tường qua nhìn thấy tao không ta? Không, ở trong tường thì này đẹp lắm, cái áo này đẹp lắm luôn đó mọi người. Em mặc cho mọi người nhìn thôi chứ không phải em review đâu nha. Tại vì nó đẹp, em mặc cho nó trắng da xíu. Em hơi đen mọi người ơi. Đó, xinh hao. Hai áo nhung mặc, trời làm gì có mà hai áo nhung mặc bà. À, xanh bơ hả, chết bà rồi còn không đi mặc rồi quá trời người chốt. Từ từ mấy chị ơi, em đụng đã. Cho Thu Phương Huyền. Rồi còn 2 cái. Cái này hàng xịn đó mọi người.
đâu đây? Vũng Tàu. Còn một cái xinh bơ nữa là hết. Xinh ha. Sơ mi xinh bơ 150. Đàng xỉn với chị. Bắt đầu tai quá. À, còn một cái màu nâu. Hình như là Nhi lúc nãy Nhi lấy màu nâu đúng không Nhi? Nhi Kiều á. Lấy màu nâu thì báo chị nha. Còn cái màu nâu này bán sale có 150 quá rẻ, mua 240 á. 150. 150. Quá rẻ. Cái áo này hàng xịn mấy chị. Trong bọc ra thì nó hơi nhanh tí xíu, tại vì cái này em nhét trong bọc hàng bo cứ lấy ra mấy chị, nó trắng da ha, mặc trắng da. Đúng rồi chị vô đi. Đúng rồi, nãy chị có rồi. Em còn một cái này với một cái sinh min nữa là hết. Ây ạ. Còn cái này có cái sinh min nữa nha. Sơ mi nâu chị cho Nhi Kiều rồi, hết nâu luôn. Rồi còn một cái xanh min. Còn một cái xanh min với lại là một cái hai cái màu xanh này nữa là hết. Hết luôn. Hết rồi đó mấy chị. Hả thì em nhìn thấy được cái quần rồi. Nhìn được cái thấy cái quần mấy chị hỏi em rồi này. À, từ từ. Em còn cái này màu trắng 150. Nhanh tay thì còn mà chậm tay thì không còn đâu nha mấy chị nha. Set này đẹp lắm. Chuyển khoản rồi chốt nha Thùy Linh ơi. Thùy Linh bom hàng. Đây. Trắng 150. Trắng 150 ghi cho em là set trắng. Má hàng cao có cái cộng lên nhìn cái form nó đã ha mấy chị ha. Bởi vậy em ngưng hàng rẻ là một quyết định đúng đắn. Em bán hàng qua hàng cao cấp là một việc quyết định đúng đắn. Cầm cái form lên cái là xỉu luôn đó. Chứ cần nói vô mặt con người đâu. Cái hàng cao cấp cầm vô là cái form nó đã lắm mọi người. Mấy chị mà mua dưới hàng giá xỉu em lấy vô không á. Em lấy tại xưởng luôn, em không lấy qua trung gian luôn đó mọi người. Mới được giá mềm bán em chỉ có 180, 190. Chứ ví dụ set này ngoài toàn 200 mấy không á. 280, 290, 300 không á. Bé Tư này, 150. Mọi người mà lấy, mọi người mà mua đồ em rồi chưa được mọi người biết, không bao giờ qua trung gian luôn á. Rồi set này còn 2 set. Hết rồi, set trắng hết rồi. Rồi set thể thao 2 dây, cái này hàng xịt nha mọi người nhé. Nãy em sale có 120 à. Trắng 2 dây với đen 2 dây. À lộn, trắng 2 dây với lại là hồng 2 dây, có 2 set à. Hồng với trắng. Ok Sương nhá. Mai mà nó hết giãn cách thì chị giao nha, còn không hết giãn cách chị đưa cho ship. Rồi ai lấy ghi giùm em nha, comment giúp em. Cái này em sale, nãy em sale rẻ có 120 à. Đáng lẽ em sale 140 á, tại vì set này hàng xịn nha mọi người. Đó mà sale với bà trên live còn có 120 thôi. Màu hồng với lại là màu đen, hai set hai màu. Hồng với đen giùm em, ghi cho em set thể thao 2 dây 120.000. Nãy có bà chốt màu nu rồi, áo màu nu quần màu đen, giờ còn một màu đen với lại là một màu hồng thôi. Xe là trên lai còn 120 nhá. Cái này là 2 dây, áo có mút ngực nha, mà áo nó dạng như kiểu tăng đơ mấy chị, đẹp lắm, đẹp xuất sắc luôn. Trời ơi, áo con chó đen còn cái này, áo chó đen còn một cái. Ai lấy áo chó đen thì chốt lẹt rồi. Má ơi, màu này đẹp quá, áo chó đen, trời ơi sao nó xịn dữ vậy trời. Áo chó đen mọi người mặc thấy đẹp không? Cái này mọi người nên mặc với một cái quần giấu quần ở đằng trong, xong mọi người đi đôi giày thể thao. Rồi mang thêm cái túi này nữa thì thôi luôn đó mọi người. Túi này em còn 2 cái. Má ơi, lấy chị set cam ngố 100 nữa. Cam ngố 100 là set nào? Trời ơi mọi người mang cho em này. Cái áo chó của em là hàng loại 1, hàng 300 mấy luôn mọi người không tin mọi này. Đó hot girl bán là hàng này nè mọi người, xịt lắm đó. Sau này mọi người mang cho em cái túi sách như thế này nữa, đỉnh không? Đi chơi chỉ cần nhẹ nhàng như vậy thôi mọi người đã xinh rồi, rất là xinh luôn. Cái này là phản quang nhá, đi ra ngoài nó sẽ rất là sáng luôn. Rồi ghi cho em là áo chó. Chỉ có quần đâu, lên quần bé. Không có quần. Nunu có quần. Áo chó đen. Thanh Trúc chuyển khoản được không em ơi? Thanh Trúc chuyển khoản được không? Chúc em có chuyển khoản được không? Chuyển khoản được không em yêu ơi? Tại chị không có nhận cốt đó. Ý, còn một set này. Trời ơi, nó lọt ở đây nè. Set này đầu like dành nhau. Ghi cho em là set hoa dùm em, đẹp không? Lụa nha. Cái màu này nè, em có trừ một set em mặc đây mọi người thấy không? Tại set này nó đẹp lắm. Ghi dùm
em Thanh Trúc có chuyển khoản được không, báo gì thì chị chốt nha, chị không nhận đơn cốt. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha mọi người, comment giúp em. Ok nhá, Thanh Trúc này áo chó 120. Rồi cái này ghi cho em là set xanh min, có set xanh min, ghi cho em là xanh min nha mọi người nha, xanh min xanh min. Xe có 120 cái set này à, quá rẻ. Thùy Linh chuyển khoản trước rồi chốt em ơi, tại vì em nằm trong danh sách thông hàng rồi, chị không có chốt trước thì chuyển khoản sau nha. Áo chó còn một cái màu hồng nữa nè, áo chó còn một hồng nữa là hết mọi người. Ai lấy hồng thì ghi giùm em là hồng, hồng nha mọi người nhá. Ai lấy hồng ghi giùm em. Bảo Nguyên chuyển khoản trước rồi mới chốt em ơi, khách mới. Mấy cái áo chó này hàng xịn lắm, có vẻ hàng giá rẻ. Mọi người nếu mà phát hiện hàng rẻ mọi người cứ trả lại cho em. Áo chó sale có 120 à, 180 sale có 120 thôi. Ai lấy chó mèo thì cùng lên chó mèo nha mọi người nhé. Xanh min là cái gì ta? Xanh min là set đúng không? Ui kinh vậy. Ghi cho em là xanh min. Tú Nguyệt chuyển khoản được mà đúng không em ơi? Rồi cái này quần, quần size S thì mọi người, ai lấy thì chốt liền nhá, quần size S. Ai lấy ghi giùm em nhá, quần size S còn có một cái này. Có một cái nè mọi người ơi, cái này mặc với lại là cái áo da gà cũng đẹp lắm. Này, mặc cái áo da gà xịn lắm mọi người. Rồi má ơi cho lên bọc quét đúng chứ. Đấy, mọi người mặc cái áo da gà đẹp lắm mọi người ơi. Rồi cái này ghi giùm em nhá. Chị Lê Cát Phượng ơi, khách mới chuyển khoản giùm em rồi mới chốt chị ơi, nãy giờ ai cũng phải chuyển khoản rồi mới chốt hết đó, không có ai ngoại lệ đâu mấy chị. Rồi cái này ghi giùm em nha, đây để em ví dụ mặc với cái áo thôi. Quần bét ghi nha, 150, quần S cho Ngọc Huyền. Nãy giờ quần này lên được cái nào là khách lấy hết á, nó còn sót lại thôi à. Áo da da 90, cái set set bao lỗ quần dở váy lai trước. Đây này em, còn có set cuối cùng à. Còn có một cái duy nhất là mấy chị. Nè cái set này đẹp lắm, em đã nói mấy chị thanh lý, bán giá thanh lý cho mấy chị đó. Cái set này mắc lắm chứ không có rẻ như vậy đâu. Đây là sale con có 150.000 nè, quá rẻ luôn á. Không phải bán 240 đó, nhớ không? Rồi sale cho mấy bà trên live còn có 150 à. Chết rồi. Cái áo này ai lấy thì chốt. Áo này ai lấy đi chị. Ui còn một cái quần, quần này hên thì được nha. Quần giống cái quần bi lúc đầu like em xem 160, ghi cho em là quần 160. Có cái mấy chị ơi, quần 160 dùm em. Có cái ai hên thì được nha. Quần 160 ai lấy quần thì ghi dùm em là quần 160. Cái này sale luôn, sale rẻ luôn á. Cái này không có sai đâu mấy chị, tại vì biết sao không, nó là chung nè, xịn lắm, xịn không nói tới luôn á. Có cái quần bi đầu like mà chắc phải cả 100 người comment đó. Cái này là màu đen, quần này em về 50 cái một màu mà không có. Quần 160 cho Thu Phương, có cái mấy chị ơi, sao comment nhiều vậy, không còn luôn á, hết sạch rồi. Má ơi, bây giờ em chùi ở đây này, em nhìn em chóng mặt luôn rồi đó. À, xếp chữ A còn nè, xếp chữ A còn này Kim Huy ơi, xếp chữ A còn, lấy thì báo chị nha. Xét chữ A còn. Mát à, tao đang ghim mày lúc chiều đó. Rồi cái này ghi giùm em nha. Xét chữ A còn có xét à? Có rồi hả? Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Xét chữ A giùm em. Có rồi là nhanh nhá. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Xét. Nãy ai hỏi xét chữ A ta, Kim Huy là ai ta? Ba người hỏi xét rồi, em nhớ của Kim Huy à? Em nhớ những người quen với em không ạ? Kim Huy này. Thế được cái chị. Trời ơi. Ừ. Trời ơi, xét này. Em thề mọi người, hôm bữa em mặc cái xét này mà em like kem mà thiệt á, em không kiếm ra được để mà bán sale cho mấy chị. Set này là 280, em xem trên live 150 luôn, có màu trắng được không, kiếm ra màu trắng được mấy chị ơi. Màu vàng, em chuyển khoảng 200 rồi. Ok, mà giờ em chốt cái gì em chốt lại chị đi, chị không có biết luôn á. Chị không biết là em chốt cái gì nãy giờ luôn á Thùy Linh nha. Nãy giờ em chốt nhiều quá, chị không nhớ là chốt cái gì luôn á. Set chữ A, hết rồi em ơi. Rồi set giùm em, ghi cho em là set. Cái này đẹp lắm luôn á mọi người,
Linh không? Cho cũng cứt cái chị thiệt 16 hôm mai. Rồi xét vàng giùm em. Thùy Linh xét vàng. Cái này em xem có 150 thôi nha. Cho 2 triệu. Hình như là có màu à có một set màu trắng duy nhất à. Có set màu trắng thôi, xem 150. Chuyển khoản 100 nghìn là được chốt em ơi. 100 200 nghìn vàng cho Thu Phương, cái này đẹp lắm. Nè, hàng loại bột nha mọi người nhá. Đó, bọc hãng của nó luôn nè. 150. Này sale rẻ chỉ còn set trắng. Cái này á mọi người về phải giặt thì nó mới ấy, phải bỏ trong bọc nó hơi nhanh nha. Chứ không phải là hàng giá rẻ đâu. Hàng này mọi người mua ở đâu cũng tầm 280 290, hàng loại 1 không phải hàng loại 2 đâu mọi người. Đó, em còn một set trắng mát trắng cưng quá ha. Áo là dạng baby doll đó, chứ không phải là áo dạng ôm nha, baby doll. Còn một trắng một vàng nữa là hết. Còn một trắng với một vàng. Chúng mình lại áp dụng được trong thôi. Trong đường không qua được phía bên kia. Không qua được phía bên đường đâu đúng không? Đi từ đây tới căn hộ được. Rồi, đến thì ghi giùm em nha, màu giúp em. Có người tạo nhà hàng không? 7 giờ tối. Rồi cái này ghi cho em là 80 nghìn. Cái này hàng xịn nhưng mà em sale luôn. Chốt vàng cho chị Thùy Linh rồi nè. Còn một set màu nua 80. Hết rồi. 80 nghìn này em sale bom có 80 rồi. Nên giờ thấy có set thì sale 80 luôn. Ghi cho em bà lấy từ cái set NY. Áo NY đó đi. Đó đây tay kìa. Áo NY đây tay rồi. Rồi ai lấy giùm em nha. Set cái này là lụa nha mọi người nhá. Lụa 80 nghìn luôn. Trời ơi, càng đêm mọi người sale càng rẻ mọi người. Cái này là áo hãng nha. Cái này hôm bữa em sale rẻ đã là 150 rồi. Bây giờ em sale mọi người 130 luôn. Nè, áo hãng NY mọi người, những cái hãng này. Không phải hàng rẻ đâu. Cái này là hàng bán trong siêu thị, trong Wincom đồ á. Cái này mặc cặp này, nhìn thấy hàng không? Đó, cầm cái áo xịn sò này, xịn nấc chưa? Mọi người có thể mặc cặp với bồ. Hoặc là mọi người mặc cặp với lại chồng. À đúng rồi, chồng với bồ khác nhau mà. Còn bên ông thì mặc cặp với em. Còn không thì mặc cặp với em. Áo đồ ý hàng hãng nhưng mọi người xem 130 luôn. Khá là xinh nha. Em cũng có hai cái nhưng mà em cũng mặc cặp. Chồng em nó sao cái mặt người ta nó chưa lột ra. Má chơi. Á thật là bán hàng lại mặt lộn chơi lộn. Má khách hỏi ủa mặt lộn là cho coi cái chết chết luôn á. Rồi ai lấy cái giùm em nhá. Xe 130 luôn này, hàng hãng này mấy chị. Thấy không? Phải hàng rẻ đâu. Xịt lắm. Form rộng dấu quần. Cái này mọi người mua một cặp màu đen hoặc là một cặp màu trắng cũng được. Xịt lắm luôn. Màu gì comment lại giúp chị đi. Mọi người comment mỗi áo em không biết được màu gì. Cái này có đen với trắng. Mọi người lấy một cặp thì mọi người ghi là cặp đen hoặc là cặp trắng. Hoặc là gì thì mọi người comment nha. Đen cho Hồng Ngọc Huyền. Hay hàng hãng loại 1. Xịt lắm. 130. Đen với trắng giùm em. Cái này mà ai mà có chồng hoặc có bồ ha. Hoặc là mua cho chồng hai cái mặc cũng được. Tội nghiệp nó. Cống hiến cả đời cho mấy chị rồi. Chị thương nó thì mua dùng cái cho mọi người. Còn nó mấy cái em về 100 áo này á mà hết rồi đó. Tại hôm bữa khách toàn mua mặc cặp không à. Có bà Minh Nguyễn là bà sẽ mua liền luôn á. Tại bà Minh Nguyễn hôm bữa hỏi em á. Màu 2, màu 3 thì không còn. Giờ em còn mấy cái à. Ai lấy NY nữa ghi dùm em. Xịn ha. Rồi cái này ý. Quần này trời. Nó ổn vậy luôn hả? Từ dưới có nghe không? Con về bên này. Nè quần em còn size S. Quần này em còn size S với size L. S với L mấy chị ơi. Còn S với L. Quần mà nãy giờ mấy chị hỏi là còn không này. Còn S với L nha. Quần này xem 150. S với L giùm em. Quần bét ghi hàng loại 1 đó. Cái này hàng xịn lắm. Này giờ su su 300 mấy không á mọi người. 300 mấy, 308, 309 không á. Rồi má ra dịch mấy chị mua đồ hơi bị mắc luôn đó mọi người. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Còn S với L hết M rồi. S với M hết L S với L thôi hết M rồi. Quần bét ghi. Trời ơi cái này mấy chị mặc lên form siêu cao nha. Đáy ở tít dưới này này. Lên quá rốn lận. Xe 150 giùm em. Ghi em là quần kèm size. Quần kèm size giùm em. Trời ơi đi đâu hết rồi. Còn bạn có mấy người coi à. Mấy chị ơi đi đâu hết rồi. Chấm giùm em cái đi mấy chị. Chấm giùm em cái đi. Em la cho tí xíu rồi em ọp nè.
lời cho Thùy Linh. Lời như thế này đúng không ta? FML, mấy chị khách mới chuyển khoản, mấy chị ơi, em không nhận đơn khách mới nếu không chuyển khoản trước nha. Rồi 2 giây. 100.000. 150. Rồi cái này ghi giùm em nha, 100.000. Ghi cho em là set hồng 120 giây. Mấy chị ơi, khách mới chuyển khoản nội dung nha. 2 giây 100.000. Ghi cho em là 2 giây 100. Linh Phạm chuyển khoản giúp Dung nha. Linh Phạm ơi, phải cọc Dung mới chốt được nha. Rồi áo Gucci còn cái để mấy chị 80.000 luôn. Áo Gucci còn cái, phong rộng dấu quần. Áo áo này đẹp lắm, còn có cái là 80 nha. Áo Gucci 80.000. Nó đẹp quá. Form rộng. Áo Gucci 80 có cái mấy chị ơi. Cái này lâu rồi nên sale luôn, 80. Áo 80.000. Có gì ăn luôn á. Mình còn có con tôm hùm. Đầm baby doll giùm em, ghi cho em là đầm baby doll. Xe 100.000 luôn có cái à. Baby doll 100. Baby doll 100, ai lấy baby doll ghi giùm em là baby doll 100. Ai lấy baby doll thì ghi giùm em là baby doll. Cái này xinh này. Cho em xem xếp hồng một tí. Ta sẽ xẻ ra làm 3 cho cả thì ăn. Không vậy. Ta phải giữ rồi. Không thì phải giữ 2 ngày trời. Má ơi, ăn đâu? Nói kiểu nhà này bỏ đói, hôm qua nó vừa ăn 3 kg tôm hùm ra giờ nó lại kêu. Rồi cái này ghi giùm em nhá. Mã này sơ mi y chang em cái mặc á, nó là màu xanh rêu á mọi chị. 150.000 ghi giùm em là sơ mi xanh rêu 150. Sơ mi xanh rêu 150 rồi không ai coi nữa thì ọp cho mấy chị ơi. Không cần im được, không biết không đỡ. Ai lấy ghi giùm em nha. Sơ mi giùm em. Gì vậy? Sơ mi 150. Ai lấy sơ mi còn cái rêu á mọi người. Ai lấy rêu thì ghi giùm em là rêu. Áo chó còn một cái này. Mắc cái áo chó này thiệt sự luôn. Cùng cái này dùng cái áo chó này rồi chưa một cái rớt ra mất chưa. Áo chó còn hai cái để em xếp dây bò sữa xanh đi. Dây bò sữa xanh là xếp nào? Đây hả? Má ơi, em giữ cho em mặc mà chỉ còn liếc được luôn hả? Phải cái này không? Cái này thì em nhường cho. Đúng thì ok, em nhường cho này. Đúng không? Tại em để mặc mấy cái xếp dây đi ngủ á. Xinh lắm. Đúng không? Đúng thì em để cho. Không, em để mặc. Rồi áo chó em còn hai cái. Áo chó nha mọi người nhá. Áo chó. Xe cho mọi người trên live còn có 120. Ai đây áo chó thì ghi dùm em là áo chó. Như cái áo này em bán phải chắc cần 500 cái. Màu đồ nước em bán 180 không à. Thì em sale 140. Còn đồ bộ không chị? Bộ ngủ là hết rồi đấy em. Bộ ngủ giờ không còn kiếm ra được một bộ nào. À còn hai bộ, đợi chị xíu. Áo chó hai màu, màu đen với lại là màu hồng dùm em. Lấy set xanh dây dung mới cầm. Rồi hết luôn. Áo chó đen cho Huyền. Hết rồi chị Tú Ngô ơi. Ê để cho chị Tú Ngô trước đi. Xóa của Thùy Linh thì Thùy Linh chốt sau, bà Tú Ngô chốt trước, bà Tú Ngô bà hỏi á. Để cho bà Tú Ngô đi, bà chửi á. Còn một áo cho hồng. Người nào hỏi trước em để cho mọi người. Một cái máy đây. 120. Áo chó 120 luôn. Rồi set 9 em còn cái này, ai hỏi trước để người đó mọi người, không người ta chửi em á. Này set 9 em còn có cái à. Set nay nãy trời ơi chắc phải 50 set á mà khách chút hết rồi mọi người. Rồi ghi cho em nha. Set nay màu áo chó sale 120 à. Rồi cái này set nay sale 150. Nay 150. Gì trời. Nay 150 dùm em hả? Tí là tao nói bỏ 2 2 lấy ghi dùm em và áo chó. À lỗi. Set nay
set 9, 150 set 9 nãy dành nhau quá trời, còn sót lại một set à. 9, 150, cho em là 9 nhá. Đã có em hết rồi nè, còn một set nữa là duy nhất là mọi người ơi. Có set à, mọi người lấy thì dành nhau sớm đi chứ không có đâu. Tại set ngủ này mấy cái em là em để set này đó, em để mặc đó mà mọi người hỏi dùng để cho. Ai lấy thì ghi dùm em nha, set ngủ 140, đưa tôi cái set để tay bà đi loan đó. Cái này thì 120, loan tay ngắn 120. Tại set ngủ dùng bán giá cao lắm, nay mà dùng xe cho mọi người rẻ lắm luôn á. Nay đâu rồi trời. Đây, nay 150. Nè loan 120. Tại mấy cái set này ở ngoài ta bán 280, 290 một set đó mọi người. Rồi má ơi, bán xe mọi người có 120.000 nè. Lụa loại 1 nha. Cái này là loan, đưa tôi cái set sáng kia đi. Với lại còn set ngắn 100.000 luôn hết. Còn 3 set ngủ duy nhất à. Mấy cái set này là mấy chị mua được là rẻ bèo luôn á. Hôm nay mọi người mua cái gì cũng dưới giá 4 em hết. Cái này ghi cho em là màu xám 100.000. Xám, xám cánh dơ cho mọi người 100.000. Đó, ai lấy set nào thì mọi người quất set đó. Đẹp không? Phải luôn. Con mình tao nghèo cầm cái điện thoại này má nó bể một chút thì hay. Dạ, nói. Ui, set hoa còn set nè. Xám cho Kim Huy, xám 100, rồi iPhone 6 hả? Xám 100. Xám 100. Má iPhone 6 mình lướt mà nó không nhảy được luôn là biết rồi đó. Kinh không? Rồi set hoa còn set này má ơi, đầu like thì cướp nhau, giờ nó nói ra set này. Na lỗ hoa dùm em 150 một xe 120 gì nữa. Giờ ta đợi tới 2013. Má ơi nó đẹp. Set hoa. Bà địa tới đâu mà nó bảo hành. Đang giãn cách xã hội thì sao phải kêu nó trước cho mai mốt nó kêu hết hạn rồi. Tới 1 năm lận cha. Mới mua tháng 1 hả má. Kêu nó là lỗi tới nhà mà sửa đi chứ. Rồi ai lấy cái giùm em nha, set giùm em nha, set. Cái này em còn có set là set hoa giùm em nha mọi người, hoa. Rồi giờ này chắc mọi người đi ngủ hết rồi. Em ọp nha mọi người ơi. Em cũng đứng méo nổi luôn nữa rồi. Ghi cho em là hoa nha mọi người. Hoa giùm em. Mày mua chứ đâu phải là mày ấy. Rồi set mai cùng cùng còn 2 set. À set này là em duyên lắm luôn á. Chuẩn hàng loại 1 luôn đó mọi người. Nè ngố dùm em, ngố mai phương bùi em xả có 150.000 nè, sale lỗ luôn á nè, hôm bữa bán 210 á. Hai màu áo thì nó một màu, quần nó có hai màu nhưng mấy chị, màu đen với lại là màu ok tí nữa sẽ có biết gửi tới số điện thoại của mấy chị đây nha mọi người. Màu đen với lại là màu xám, ai lấy thì ghi dùm em nhá, đen với xám dùm em. Mọi người mà ai mà chuyển khoản phải ghi tên Facebook nha mọi người, rồi không em không biết được là em mò luôn đó nha. Rồi cái này ghi dùm em. Màu xám với lại là màu đen. Ai lấy xám với đen là ghi dùm em là xám với đen nha. Xét. Ừ em không gọi cho ai hết đó mọi người. Em nhắn tin cho mọi người. Xám cho Thùy Linh. Xét là em xe 120 à. Em không gọi cho ai hết á. Em chỉ nhắn tin qua số điện thoại. Để ý số điện thoại dùm em. Đen cho chị Nhân Phạm. Thì em không có gọi cho ai hết đó mọi người. 150.000. Linh Phạm chuyển khoản. Cái này là đúng chuẩn hàng cao cấp loại 1. Mọi người nhận hàng về hàng mai không mùi trả lại cho em. Má ơi bán hàng mà cam đoan của nó luôn. Mà bán có 150.000 trong khi mai không mùi. Mọi người inbox khỏi cái set này đi 490.000, à 430.000. Em không nói điều luôn á. Nếu mà phát hiện hàng loại 2 á, em đền cho 10 lần tiền. Cái này em bán hàng loại 1 nha mọi người nhá. Hàng xịn lắm luôn á. Cẩm chất lên là mê luôn. Thiệt sự luôn. Rồi ai lấy ghi dùm em nhá. Màu cái này á là nó chỉ khác mỗi cái quần thôi, còn cái áo nó giống hệt nhau nha mọi người. Rồi xám với đen hết. Ai lấy ghi giùm em nha, xám đen cho sẽ là bao nhiêu ký cô với nó bao nhiêu ký vừa hết xe cho hai. Đen với xám ai lấy ghi giùm em, đen với xám giùm em dũng miễn xinh nha, xe này xinh lắm luôn đó mọi người. Rồi ọp nha mọi người. Họ phải xuống ăn cơm lên nhắn tin cho mấy chị chốt đơn nữa. Khổ em không? Khổ em không? Sơ mi chỉ mặc còn cái. Sơ mi chỉ mặc còn một cái. 150.000 sơ mi dung mặc. Rồi mấy chị ơi, mấy chị khách mới á, muốn chốt đơn thì vô inbox chuyển khoản xong rồi em chốt cho nha.
Cô inbox chuyển khoản đi để em chốt cho. Áo chó còn một cái mà nền nó màu xanh thì mấy chị con chó nó màu xanh này. Chị ơi, chị inbox cho em đi Linh Phạm để tí nữa em chốt cho chị nha. Vô inbox cho em đi, em chốt cho. Chuyển khoản gửi được thì em gửi, không có chuyển khoản em giữ hàng cho chị Như Tinh Trần ơi. Xét hoa chị Như Tinh Trần này. Không, chuyển khoản em giữ đơn, nếu mà gửi được bưu điện nhận đơn thì em vẫn gửi cho chị. Tại chỗ chị ví dụ mà không cách ly 120. Đó, áo chó em còn cái mà nền nó màu xanh này rất là đẹp luôn. Hết rồi, còn có cái áo chó duy nhất rồi. Em thấy bưu điện là nó nhận hết đơn đó. Thành phố thì tùy một số khu vực thôi. Thành phố tùy một số khu vực thôi mọi người. Chỗ ai mà nặng thì nó không ra được, nhưng mà nó vẫn giữ đơn để bưu điện với chị đi ra lấy vẫn được mà. Nhá. Rồi mấy chị ơi, em ọt nha, em ọt đi ăn đi. Trời ơi má, em chưa ăn được miếng gì luôn á. Ọt nha, có gì mấy chị nhắn tin cho em. Nhớ để ý điện thoại, sáng em sẽ báo tổng đơn cho mấy chị. Sáng mai mấy chị ngủ dậy chuyển khoản cho em nha. Bye bye. Bye 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 bye. Mua cam xong, cái lúc mà đang đi về là mẹ đã nghi rồi. Nói, ủa hình như cái điện thoại đâu ta. Xong lại nghĩ, trời ơi làm gì mà mình sai rồi cái điện thoại được. Điện thoại nó là hơi thở mà. Chắc bỏ trong cái cốp xe. To đi học thôi chứ mất tiền. Tới mua ấy rồi chứ. Móc ra thử nhớ lại cái lúc mình bước ra là đã suy nghĩ rồi. Nói trong bụng thôi để hồi trên đường chỗ nào đèn đỏ rồi đó. Rồi giật lại coi luôn mà chắc dễ gì mà bỏ quên. Hello tình yêu, trời ơi, em là người vô xem sớm nhất. Quá cưng nha. Giờ like không có thông báo gì đâu. Mất tương tác luôn rồi mấy. Bên em lạc lạc cái gì vậy? Trời ơi. Oh, Sally Trần thấy cưng ghê chưa? Ủa đang lái nào ta? Sĩ lẻ mà sao này biết nó bị gì á, nó bị đòi tiền chưa đủ tiền. Tình yêu ơi, vô đi, hôm qua có mấy chế chốt rồi, im lặng nè, xả đơn luôn nè. Mặc áo đẹp ghê hồn Suri Kim nè. Lên nha. Size này tầm size XL. Size L, XL ngực tầm 90, 91, 97. 91, 97 mặt đẹp nha. Còn mới chát nha quý vị.
là đẹp nha. Rồi, sale xã em này 60k. 60k lên mã. Đồ nghề tôi đâu có. Lên mã E7 nha quý vị ơi. Quý vị ơi, một con quá đẹp. Tiếp tục một con kiểu nè. Size M. Size M nha, dạng kiểu nè, không có chỗ nhét mút nha. Hở hở kiểu kiểu, chất gân gân. Cái này ngoài sao nè. Sao có thêm cái lỗ nữa nè. 25k. 25k lên mã B6. B6. Xả. Có gì xả đó. Tiếp tục cái quần xả luôn nè. Em này eo tầm 71 đổ lại nha. Quần lửng nè. Eo 71 đổ lại. Hiệu Âu Navy luôn nè. Đó, hiệu đó nè. Xả 45k luôn nha quý vị. 45k lên mã T101. Tiếp tục một em này giờ mặc kiểu như yếm như size L. Size L ngực 94 đổ lại. Trên đây nó là lưới nha. Cái này thì nó không có chỗ nhét mút nha. Tem đồ còn đầy đủ, rất là đẹp luôn nè. Rồi xả cái này 60 luôn nha quý vị ơi. 60 lên mã 39. Tiếp tục một em tập mỹ đẹp nè. Size cũng size L luôn. Size L ngực tầm 94 đổ lại. 8994 nha. Rất là mới luôn. Xả 50k luôn. Mã H30. Cái này mới lắm nha. Qua wow, một chị bay vô chốt làm chút lố mà không có inbox. Size M. Size M ngực này tầm 87 đổ lại, size M lớn ngực 87 đổ lại. Cái này là lưới nè. Còn cái này là cái dây dây nè. Cổ chữ V nè, đẹp lắm luôn nha. 45k luôn. 45k mã N1. Một em size S trắng tinh. Ngực 80 đổ lại. Trắng mới tinh nha quý vị. Rồi em này xả 50k luôn. Trắng mới đẹp. 50k mã Y2. Em rất top size M nhỏ. Ngực tầm 84 đổ lại. Rất top nè. Xả 25k. Mã 18. Tiếp tục một em nè. Size SM nhỏ ngực 83 đổ lại. Trắng đẹp luôn. 50k. Mã 38. Quần nữa nè. Ai có xe biết L thì báo cho em. Rồi con nai này size M. Con nai này size M ngực 84 đổ lại. Cái này không có chỗ nhét mút. Hạnh Nguyễn 18. 18 nè. Ok, Hạnh Nguyễn nè, 25k. Cái này không có chỗ nhét mút, ngực 84 đổ lại nha. Cái nai này nó bể tem tí xíu, sale 25k luôn nha quý vị. 25k lên mã số 2. Em crop top nữa nè. Này màu trắng hồng hồng, màu hồng hồng chứ không phải trắng, size M. Ngực 84 85 đổ lại, chân ngực dài luôn, sale 25k luôn nha. 25k lên mã F1. Này dạng như crop top size M. Một em gáp nữa nè. Gáp mút liền. Gáp mút liền ngực này tầm 84 đổ lại. 84-85 đổ lại thôi nha. Từ 80 mặt đẹp thì nó có nhiều mắt cài nè. 85 đổ lại gáp luôn mút liền. 35k. 35k cho em mã X2. Đây một em size size L XL bao che ngực 91-96. Ngực 90-96. Mới tinh luôn quý vị ơi. 35k. Mã 42. Tiếp tục một em đen size S, hiệu Âu Navy size S nha. Ngực 81 đổ lại. Kiểu rất là xinh nè. 40k.
Size L, XL, bon chen ngực 90, 97. Các co giãn mặt rất là êm. Cỡ chữ V luôn nè. 35K, mã 51. Ở bên đây không thấy ai nói gì trên đó. Một em kiểu size M nữa nè. Có. Size M dây dây kiểu nè. Ngực 87 đổ lại. Đây. Em này 35K luôn. Mã 47. Đây hả? Em pin nè, 25, lấy mút nữa, 51 nữa rồi. Em pin 51, 35 nữa nè. Em pin màu xanh là đẹp, lỗ lỗ lưới phía sau nha. Size M, mút này là mút nâng luôn nha quý vị. Mút nâng luôn nha. Đó, mút nâng. Cùng tập mình còn ít cái lửng size lớn ở trên bay có đăng các bạn. Mút nâng luôn nha, em này 45K, size M lớn ngực tầm 88 đổ lại, mút nâng luôn. 45K, mã F9, 35. Một em này mút liền size F, mút liền size F, ngực tầm 81 đổ lại nha. Em này 25K, 25K lên mã B5. Còn mới nha bạn ơi. Một em này size LXL ngực 90-97. Cái này là mới tinh luôn nha. Mới 9 mấy% luôn. Em này 50K, 50K lên mã 07. Quần xem sơ ở trên bay mình đang đi ưng thì lát mình like chứ. Tại vì nhiều khi nó còn màu đen với size lớn đó. Không có quần game. Cái này size M ngực 86 đổ lại có mút nha. Rồi sao nè. 35K, 35K lên mã BD. Một em trắng đẹp luôn. Size M lớn L nhỏ bon chen ngực 91, ngực 87-92, 87-92 nha. Rất là đẹp. 50K luôn. 50K lên mã M7. Rồi một em này là xịn sò Victor nè. Victor xịn sò 36D. 36D tầm size L. Tầm size L nha. Ở trong này nó có dây kéo nè. Ngoài sau là ở trong 07 Nguyễn Thơm. Nè, ở trong nó có cái cúp riêng nè, cài luôn nha. Victor xịn nha quý vị. Còn đầy đủ tem mát nha. Size L tầm ngực 92 đổ lại nha. Rất là đẹp nha. Con siêu phẩm nha. Em đây 100K nha quý vị. 100K size M lớn L nhỏ ngực 92 đổ lại. Tầm cúp B, cúp C mặt đẹp nha. 100K lên mã chữ A. 07 của Nguyễn Thơm. Nguyễn Thơm lát anh bóc giùm cho mình nha. 50. Rồi em này Champion cũng rất là mới. Size M, L ngực 93 đổ lại. Size L, size L nha. Ngực 90-94. Ngực 90-94 hiệu Champion. 45K lên mã T02. Rồi con này là size M, ngực 86 đổ lại mút liền. Ngực 86 đổ lại mút liền. Có mắt cài phía sau. Rồi em xem con này 35K luôn nha. Mã Q2, Q2, Q3, Q3, Q4. Một em rớp chớp màu đen. Rất là đẹp nha quý vị. Của F21 nha. Size S ngực 81 đổ lại nè. Size S nha, ngực 81 đổ lại. Áo rớp chớp. Mới 9 mấy% luôn nha quý vị ơi. 50K thôi, mã 07. Để chụp Nguyễn Thơm nè. Một em size S nè. Size S ngực 80 đổ lại. Dễ thương nha. 35K thôi. 35K lên mã CU5.
Cái này cũng size S nữa nè, mặt hai mặt nha, ngực 80 đổ lại nè. Màu xám, màu muối cái gì họa tiết đều được nha. Sale 50k luôn. Mã T10 size S nha quý vị. Một em hiệu nữa nè. Size M ngực 86, 87 đổ lại, ngoài sau nó một cái dây nữa nè, tăng đưa được nha. Chất rất là đẹp. Cái này có mốt luôn nha quý vị, ngực 87 đổ lại. Màu hồng nhạt nhạt á. Rồi em này 50k mã 66. Cái bà là nhắn tin xong xếp hàng vậy. Ở cái đó cũng nhắn ra coi bên ấy. Nói em mới trả lời sáng chiều chị mới đi hàng chứ đâu có đi liền đâu mà chị này hỏi. Màu ghi xám size M nhỏ ngực 84 đổ lại rất là đẹp nha quý vị ơi. Ngực 84 đổ lại màu xám nha, 60k lên mã M0. Đó không có cái ấy không thì chuyển qua tin nhắn cũng được, còn không thì bấm vô cái chỗ cái phần cái Facebook nó có bình luận, nó mới chốt đơn sáng ngày mai mới nhận được, tại vì hồi tối em không trả lời. Size M cái này 22 trẻ em, chừng nào có mình không có bán được cho em. Cái này cái bay hồi xưa không biết, nhờ không đổi tên được, nó không biết mướn người đổi tên cái gì. Rất tốt, nó hai lớp nha, rất là đẹp. Size M ngực 86 đổ lại, không có chỗ nhét mút nha. Sale 35k luôn, 35k lên mã 52. Chiều mới đi, mai mới nhận, sáng chị bắt đi làm. Tại vì hồi tối nhắn tin không ok, đâu có biết đâu. Rồi cái này ngực 87 đổ lại tầm size M nha. Cái này nó có tăng đưa nè, dán lên xuống đều được nha. Đó, kiểu ngoài sau có cài nè, rất là mới luôn. 50k thôi, 50k lên mã B11. 52 Hạnh Nguyễn, 35. Này cũng có nhiều mắt cài. Size M ngực 87 đổ lại nè, hiệu nè. Cái này cũng có chỗ nhét mút nha quý vị, có chỗ nhét mút nha. Em này 45k lên mã A0. Kiểu xinh xinh size S nè, size S ngực 80 đổ lại nè, ngực 80 đổ lại 35k lên mã 89. Một em sexy đẹp đẹp. Ủa hôm qua em kia xả ra để đâu ta, sexy rất là đẹp nha. Size M nhỏ ngực 82 đổ lại, lưới ngoài sau nè. A0 Nguyễn Thơm, lưới ngoài sau. Rồi sale 40k luôn nha, 40k lên mã 81. A0 Nguyễn Thơm, cái này size M nha tình yêu ơi, cái này size M nha. Còn cái nãy xanh là bạn chọn size L, XL nha. 45 Nguyễn Thơm.
size XL ngực 97 đổ lại, mới đẹp luôn, 40k, mã A21. Một em mút liền size XL nữa nè, mút liền size XL ngực tầm 97 đổ lại, cúp C mặt đẹp. Đây có nhiều mắc cài phía sau nha, 35k, mã 09. Ủa, cái này lên combo hết ta? Đừng lên combo xong tắt. Rồi một cái em size XL nữa nè, ngực 97-98 đổ lại, cái này không có chỗ nhét mút nha, màu xanh tím tím là 25k, lên mã 28. Như cái này lên combo thì phải. Đang soạn lên combo thấy ra là tiêu một cái mẫu mút liền ngực 87 đổ lại, size M ngực 86-87 đổ lại, cúp B mặt đẹp, mút liền luôn nha, mới đẹp lắm luôn, 55k lên mã 09. Size M của Âu Na Vì nè, rất là đẹp,
biết không, chính của A Năm của Nguyễn Thị Hạnh, của Nguyễn Thơm đó. A Năm Nguyễn Thị Hạnh nè, 35 60. Chị kiếm cái quỷ report không biết chị đã giải thấy ra rồi mà sao không thấy. Rồi ngực này 80-85 đổ lại nha, size M nhỏ. Âu Navi CS thôi, CS nhưng mà nó bằng M nhỏ, ngực 84 đổ lại, không có chỗ nhét mút. Một cái màu rất là đẹp, 60k. Rồi em này là 60k luôn nha, 60k, đẹp quá đẹp luôn. 60k lên mã 100. Em Victor không có mút nữa nè quý vị. Sexy không có mút, ngực 86 đổ lại, nó màu tím tím nè. Chị kiếm hoài không ra, không biết nữa. Cái này cái màu tím tím nha quý vị. Rồi con này em sale 45k thôi nha, 45k lên mã 60. Mua thêm đi em, 35. Rồi cái áo mà có cái cúp cúp này dễ thương, size M, ngực 85 đổ lại, cúp B mặt đẹp nha, mút liền luôn á, màu da. Nó để size S nhưng mà tầm M nhỏ nha, ngực nếu mà ngực to to 85 mặt cũng được nha, dễ thương lắm. 35k, 35k lên mã T2. Mã 100 còn mới không, 100 còn mới không. Cái nào ta, 100 này quá mới luôn á bạn ơi. Này của khách xã nè, bữa live siêu phẩm bán tới 70 lận, con này mới chín mấy phần trăm. Rồi một em áo su nè, A Năm chất đẹp chị, nó sexy thôi, nó chỉ bị sexy thôi chứ chất ok đẹp. Cái này áo su hiệu của Dốc Khay, không hiệu gì á, mút dày như cái bàn tay luôn nha. Nay em sale con này 25k luôn, 25k nè, lên mã A19 nè. Em sexy T2 Nguyễn Thị Hạnh, T2 lại là 35k. Nay chị Hạnh chơi sexy, chị chơi hệ sexy hả chị? 100 là 60, con này quá đẹp luôn, quá mới, của Nguyễn Thơm. Đây hệ sexy nữa nè chị, quất đi chị, qua khách chốt xong xả ngang luôn. Buồn ghê, màu trắng đẹp lắm nha, ngực tầm 86 đổ lại nha, tầm size M, ngực 86 đổ lại nè, trắng không tì vết luôn. 60k thôi, qua xem như nay tụt giá nè. Vậy hả, 60k, 60k lên mã 55. Em cứ tụt giá ầm ầm. Tiếp tục một em sexy nữa nè, em này là size M đẹp, lộng lẫy luôn nha, ngực 85, 86 đổ lại, màu da rất là đẹp, cực mới nha quý vị. A19 size gì chị? A19 là nè, này nó để size S, nó chả để size, mà tầm M em ơi, cái này tầm M, nói chung nó co giãn tốt, SM gì cũng được á. Ngực 82 rồi là được nha. Rồi ngực 80, 85, 86 đổ lại, cổ chữ V rất là đẹp nha. 60k mới cực kỳ luôn nha quý vị. 60k lên mã 19. Cái này cũng có chỗ nhét mút nha, size S. Size S nha, 19 nè, 25 của Mỹ Uyên. Size S ngực 80 đổ lại, có chỗ nhét mút nha, cái màu nâu nâu, cúp A mặt đẹp nha. 25k luôn, 25k lên mã C10. Cái áo cúp nào không, cái cúp còn size to cho bá, size L chị. Rồi một em dễ thương nữa nè, size S nha, size S ngực 80 đổ lại nè, họa tiết nè, cái này cũng không có chỗ nhét mút nha. Hôm nay em sale em này cũng 25k thôi. Sao nè, hồi trước là họa tiết nha, của Mosimo gì đó, 25k lên mã N7. Một em size S nữa nè, ngực 80 đổ lại, 25k, 25k lên mã D15. Ngồi chờ tới để đọc chữ đó mà.
size M ngực 85 đổ lại. Em này cũng không có chỗ nhét mút nha. Rất là mới, bữa là em bán 50 nè, hôm nay em sale 40k thôi nha. Mã 100. 17 N7 của Mỹ Uyên 25. Size M có kéo khóa phía trước. Size M nhỏ là ngực 84 đổ lại nha. 30k. 30k lên mã A5. Một em pin size M ngực 86 đổ lại. Mút này mút nâng luôn nha quý vị. Mút nâng luôn nha. Này nó dính mực tí xíu nha. Sale 30k thôi. Em viết nó dính mực mã T2. Hiệu pin luôn nha quý vị. Rồi em này rất là mới nè. Size M lớn L nhỏ bon chen ngực 91 đổ lại. Dây dây mới cực kỳ nha. Em này 55k. Lên mã B6. Một em tram này mới. Chất bóng mịn size M ngực 86 đổ lại. Cái này cũng không có chỗ nhét mút nha. Mới chín mấy phần trăm luôn á. Em này 50k mã A19. Under Armour size S nữa nè. Cúp này đẹp lắm. Ngực này tầm 81 đổ lại. Nếu mà cúp B á, thì được 82 nha. Nó tầm size S á. Mới tinh 60k hiệu Under Armour nha. Mã N7. Đây size S nữa nè. Size S M nhỏ ngực 82 đổ lại nè. Cái này cũng không có chỗ nhét mút nha. Cắt nhét được nha quý vị. Rồi hôm nay em sale con này 35 luôn nha quý vị ơi. 35 lên mã T0. Dunkin nè. Dunkin size M lớn L nhỏ ngực 90 đổ lại. 30k luôn. 30k mã 00. Đây men sexy. Sexy. Ngực này 85 đổ lại nha. Ngực 85 đổ lại. Kiểu xinh. Xinh. 30k. Mã D15. Kẹp em lại hết. Để em xíu nha quý vị. Để mấy con ren cơ, con ren nè. Con ren dạng áo kiểu nè quý vị. Đẹp lắm nè. Size S thôi. Này nó trong hai lớp hiệu nó nè. Nó dạng áo ren áo kiểu nha, size S. 30k, 30k lên mã ren cho em. Hiệu gì nè, hiệu Under Armour. Size S luôn. Size S ngực này 80 đổ lại nha, ngực 80 81 đổ lại, hiệu Under Armour luôn. Cái này không có chỗ nhét mút nha. Rồi em sale con này là 30k. 30k lên mã CU. Ren 30 của Mỹ Uyên. Size M ngực 85 đổ lại nè, hiệu Jockey màu hồng. Dễ thương. 30k. Lên mã 77. Có ai xem size lớn thì báo cho em nha. Size M ngực 83, 84 đổ lại mút liền nha. Hiệu Champion luôn. 35k. Lên mã Q2. Q2, Q3, Q4, Q5 nhạo vô. Một em Adidas nữa là size M. Adidas cũng không có chỗ nhét mút, ngực 86 đổ lại nha. Rồi em sale em Adidas này 35k luôn nha quý vị, mã Adidas đi. Em Champion nữa nè. Size M ngực 85 đổ lại luôn nha. 35k luôn nha quý vị. Mã Champ. Giờ em làm biết tiếp kẹp rồi đó. D và G gì nè. Size M nhỏ ngực 84 đổ lại. Cái này không có chỗ nhét mút nha. Đá Thạnh Nguyễn. Không có chỗ nhét mút nè. Hiểu nè. 35k luôn. Mã D. Đáp của Nguyễn Thị Hạnh nè.
của Hạnh Nguyễn. Hai người tên giống giống. Nguyễn Thị Hạnh với Hạnh Nguyễn. Sai lờ mút liền Hạnh Nguyễn. Sai lờ mút liền 35k. Cái này của Champion Âu Navi luôn nha. Rồi em xem này, 30 mã cam. Như bữa hôm nay kêu lấy nai này người ta. Nói không? Đúng rồi đó. Một em mút liền nữa nè. Được 87 đổ lại. Kiểu nè. Đẹp lắm nha, 35k luôn, mã kiểu. Này như bữa có ai kêu lấy. Size ML ngực 90 đổ lại. Rất đẹp luôn, 35k. Những Champion luôn nha, mã xanh đi. Lần miếng kiếm. Đây, size gì đây? Size M nè. Ngực 86 đổ lại. Rất là xinh nha. Mã kiểu 35k. An Nguyễn. Đây, xinh luôn nha. 25k thôi, mã nâu. An Nguyễn. An Nguyễn lát inbox dùm cho mình nha. Em này size M lớn L nhỏ, ngực 90 đổ lại nè. Cái này cũng không có chỗ nhấc mút nha. 30k luôn, mã hồng. Size L ngực 94 đổ lại nè. Ngực 94 đổ lại size L nha, 35k. Mã xám. Nâu 25 An Nguyễn. Lát An Nguyễn inbox giùm cho mình nha. An Nguyễn đầu tiên nha. 35. Size M lớn L nhỏ ngực 90 đổ lại. Mã mã tiêu đi. 25k. Cái này nai đáp nhiều lắm. Rồi size M nè. Cái này nó làm hai lớp không có chỗ nhét mút nha. Hiệu nai luôn á. Ngực 86 đổ lại. Rồi em sale 35 luôn nha quý vị. Lên mã nai. Tiêu An Nguyễn nè. Cái này size L nha. Tình yêu size L XL á. Size này là ngực 95, 94 đổ lại nha. An Nguyễn. Cái này nha. Cái đó 35. Rồi con này 35 luôn, lên mã nai nha. Rồi cái này 25. Rồi cái màu 25 luôn. Rồi một em nai nữa nè. Màu hồng ngực 86 đổ lại. Cái này cũng không có chỗ nhét mút nha quý vị. Con này đẹp nè. 45k lên mã hồng. Size M lớn ngực 88 đổ lại. Nai Hạnh Nguyễn. Ngực 88 đổ lại nha, 35k lên mã chữ 35. Hồng Hạnh, chị Hạnh, còn đó Hạnh Nguyễn, Hồng 45. Con kia 35. Tiếp tục một em nai nữa nè. Nai này xe S thôi. Xe S nhỏ ngực 79 đổ lại. Con nai này thì nó bể tem, em xem 25. Ừ, 45. 25 lên mã 25. Size M lớn L nhỏ ngực 90 đổ lại nè. Ngực 80, 85, 90. Xinh xinh sexy nè. 30k lên mã xanh. Âu Navi nè. Ngực 85 đổ lại tầm size M nè. Rất là đẹp nha. Em này 35k luôn, lên mã sọc. Một em kiểu nữa nè. Ngực 85 đổ lại nè. Cái này nó đắp. Cái này không có chỗ nhét mút nha. Phạm Thị. Em không có à chị ơi, là cái nào ta? Nãy giờ đâu thấy inbox đâu. Rồi em này 30k nha, 30k. 30k lên mã mã 30 đi. Sọc Mai Trần, sọc này bự không Mai Trần ơi, size M nha. Xe M này không có mút này cắt nhét được nha. 35k nè. Này hả? À.
L nè. Mà cái cúp này mút chứ không phải nha, mút liền. Size L nha, 15k. 15k lên mã 15. Cái này hồng nhỏ xíu à, cái này size S lận nhỏ lắm nha. Còn nay hồng trước có người chốt rồi. Rồi cái này size M ngực 86 đổ lại. Màu xanh đẹp luôn. Cái này nó đúng rồi, em mới vào đó. Không, cái đùi nào ta? Cái này nó hơi bị dúng dúng xíu nè, nhưng mà mình mặc nó căng ra. Em sale 30 thôi nha, này nó mới lắm luôn á. 30 lên mã 30 nè. 15 size L nha Hạnh Nguyễn. Trời ơi, Hạnh Nguyễn nữa. Đụng hàng rồi, Hạnh Nguyễn. Hạnh Nguyễn 2 đi. Khác nhiêu? 15k. Inbox giùm mình nha Hạnh Nguyễn. Màu em Reebok nữa nè, cái này cũng không có chỗ nhét mút nha, màu xanh đen á. Reebok không có chỗ nhét mút, ngực 81 đổ lại nè. Rồi sale 30k luôn lên mã Reebok. Size M. Size M lớn ngực 88 đổ lại nha. Rồi, mình ghi rồi. Ngực 88 đổ lại hiệu này nè. Mà trong có cái túi đựng nhẫn, đựng tiền, đựng vàng gì được nè quý vị. 35k luôn nha. 35k lên mã dây. Một em size S nữa nè. Cái này cũng không có chỗ nhét mút, ngược 80 đổ lại nha. Cái này hai lớp cắt nhét cũng được nha quý vị. 30k lên mã trắng. Bé 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 bé. Cái này cũng size S luôn. Size S này cũng áo kiểu nha. Áo kiểu ngực 80 đổ lại thôi ngoài sau nè. Đó. Em này 25k lên mã 25. Size L nè. Size L ngực 94 đổ lại. Ngực 8894 nha. Màu trắng tinh luôn, cái này cũng không có chỗ nhét mút, mình có thể cắt nhét được nha quý vị. Sale 30k luôn lên mã trắng. Đây một em Nike nữa nè. Vậy hả chị, mặc vừa không chị? Ngực 85 đổ lại nha, Nike luôn. Ngực 85 đổ lại nè. Rồi em này 50k. Không có chỗ nhét mút nha quý vị, 50k. Lên mã 50 giùm cho em. Tiếp tục một em size L. Ngực 93 đổ lại, ngực 8993. Ngoài sau dây nè, 35k lên mã xám. Hai cúp to to mặc cái này đẹp nè. Size L nha, cúp to to 30k thôi. Mã cúp đi. Cái nhỏ vừa hay cái lớn vừa? Áo kiểu này hình như bữa bán ai chưa. Này áo kiểu nè quý vị, size ML nha. Của F21. Của gì không biết, phải F21. Không phải F21. Size M nha quý vị. Áo kiểu size M 25k. Lên mã kiểu. Một em đáp. Một em đáp size S không có chỗ nha. Đáp này nó rách cái lưới rồi. Có ai lấy CXL báo em nha. Nhà em, bà con ai lấy CXL báo em. Nhà em chuyên trị XL nha quý vị ơi. Size L nè. Size L nè. Ngực tầm 90, 92 cũng được nha. Ngoài sau nó cột nè. Đi biển, đi chơi cũng được nha quý vị. 25k thôi lên mã yếm. Một em đáp nè. Ngực 80, 81 đổ lại nha. Size S, ngực 81 đổ lại nè. 45k lên mã tím. Đáp này in chữ luôn nè. Dễ thương ghê chưa. Nhưng mà nhỏ. Mã tím nha, ngực 80 đổ lại thôi. À, em có cái này giống như là nó mới luôn nha. Ngực 79 đổ lại nè. Em sale 25k cái nè. 25k size S nha. Kiểu Hạnh Nguyễn. 25k Hạnh Nguyễn 2. Rồi em này 25 nha. Lên mã họa tiết. Kiểu nào 15k
Size SM thôi, 15k. Cái lỗ lỗ nè, cái này là áo kiểu mặc kiểu nha, chứ không có mút nha. 15k lên mã 15. Size S ngực 81 đổ lại nữa nè. Cũng không có chỗ nhét mút, 25k lên mã xám. Size M ngực 86 đổ lại, có mút nha quý vị. 25k luôn. 25k lên mã mã đen. 15k của Mỹ Uyên. Rồi em này 25k size SM, không size S thôi. S ngực 80 đổ lại nha, mã xanh. Cái đen mặc đen sọc chú không phải trắng em ơi. Cái đen sọc nào kiểu ai cái tới cái này lần hả? 15 hả mẹ? À cái kiểu 25 này đúng không? Cái này màu xanh nha. 25 nè, Hạnh Nguyễn đổi cái kia nữa. 15 đúng rồi, bỏ cái trắng ra. 25 hả? Ừ, thay thế cho cái trắng nè. Size M hiệu Đăng Kinh nè, ngực 85 đổ lại, không có chỗ nhét mút nha. Sale 30k luôn, trắng tinh. 30k lên mã trắng. Nai nữa nè, Nai size S thôi. Nai này mặc hai mặt được nha quý vị. Tinh 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 size S nha. Rồi sale 40k, thôi 35k luôn đi nha. Cái gì này không mới lắm, 35k lên mã xanh. Ngực 80. 80 81 thôi nha, size S á. Màu em size LXL ngực 95. Ngực 95 96 đổ lại nha, ngực 96 đổ lại mút liền. 35k lên mã xám. Tiếp tục một em XL ngực 98 đổ lại nè, mút liền luôn. Hiệu Đăng Kinh. 40k. 40k lên mã trắng. Champion size M lớn. Size M lớn được 87 đổ lại. Mới chát nha quý vị ơi. 55k lên mã đen. Một em mới cực kỳ nữa nè. Size L lớn, size LXL, quên lộn, size ML ngực 93 đổ lại thôi. Mới chát nha quý vị ơi, 65k lên mã xanh lá. Cái nào bé, cái đó là size S đó chị, chứ không phải là của em bé. Size size M nhỏ ngực 83 đổ lại, cái này không có chỗ nhét mút nha. Màu trắng chất đẹp lắm. 40k thôi lên mã mã 40. Hiệu chữ B nè, cái bông cái hiệu chữ B. Size S. Size S. Rồi em này sale 40k luôn lên mã hoa. Tiếp tục em Puma size L. Puma xịn mới chín mấy phần trăm nha quý vị. Size L lớn. Ngực 95 đổ lại. Puma xịn còn tem nha. Mới chín mấy phần trăm. 80k lên mã Puma. Mã sexy nữa nè quý vị. Sexy size M nhỏ ngực 83 đổ lại nè. Ngoài sau nè, ngoài trước nè. Ngực 82 thôi nha, ngực 82 đổ lại. 40k luôn lên mã xanh đen. Dốc khay nữa nè. Dốc khay size M ngực 86 đổ lại, có kéo khóa. Mới tinh. 50k lên mã 50. Này size to to. Kiếm size nhỏ nha. Bà con nào có size to báo cho em. Size M nhỏ ngực
E gì nè, size S nè. Bà con ai lấy ren lấy cái này mặc xuất sắc hết sảy luôn nha. 35k mới tin nha quý vị, size S nha. 35k lên mã ren. Có ai lấy ren báo cho em nha. Ren em còn nhiều lắm. Đan kinh nè, đan kinh size ML ngực 91 đổ lại mút liền. Ren Nguyễn Thị Hạnh 35k ngực 91 đổ lại hiệu đan kinh nha. 35k luôn mã trắng đi. Em này size S ngực 82 đổ lại, dễ thương lắm nha. 25k mã xám. Một em S nữa nè, màu cam đất. Cam đất ngực này tầm 80 đổ lại nha. Mới chát nha quý vị, 40k mã cam. Một em Nike nữa nè. Nike này size M nhỏ ngực 83 đổ lại, cũng không có chỗ nhét mút nha. Cái Nike này rất là đẹp, mà căng ra thì nó bể thêm tí xíu thôi, mà nó rất là mới nha. 45k lên mã xanh. Rồi một em Champion size S M nhỏ ngực 83 đổ lại, mặc được hai mặt không có chỗ nhét mút. Mặt này cũng có tem luôn nha. Đó, trắng đen lật mặt được. Alo, còn chị Yến Nhi ơi, hốt giùm cho em đi 150k cho mình xây mẫu ren lớn. Ok, đợi xíu. Cái nào chị? Lấy để mặc mà sao bán em cái nào? À, cái ren hả? Em sợ vú nó sệ, mặc không đẹp. Em chưa mặc thử luôn. Thôi em này 40k thôi nha. Champion size M nhỏ ngực 83 đổ lại, không có chỗ nhét mút. Với em làm biến size đó size L chị. Đây em làm biến đâu mất rồi ta. Em làm biến giặt á, chưa giặt đó. Sẵn là em đem bán. Cứ bán gì vậy. Rồi size M ngực 86 đổ lại màu tím. Cái này cũng không có chỗ nhét mút, hiệu đang kinh. Có mút nha, có mút. Size này size M nhỏ thôi, ngực 84 đổ lại có mút nha. 35k lên mã tím đi, đẹp lắm. Không phải, tại vì cái ngực em nó không có nâng, nhìn nó không đẹp chứ. Nè, ren nữa nè. Đó, size S nè. Toàn ten 25k. 25k Libella tím nè. 35. 25k lên mã ren luôn đi nha. Chưa. Size SM ngực 82 đổ lại, ô navy nè, màu xám phối tím nè. Ren của Mỹ Uy. Rồi em này 35k luôn nha, lên mã hồng. Mỹ Viên 25. Cái này nó một lớp nha, mặc kiểu chơi chơi 10k. Size S 10k lên mã xanh. Một em Nike nữa nè. Nike có mút nha. Nike này nó hơi nứt tem tí xíu, mặc căng ra nó mới nứt, còn bình thường vẫn ok nha. Size S ngực 81 đổ lại nè, đẹp nha. 45k lên mã xám. Cái ren của chị có mút, có chị. Cái ren, ren hết rồi, nụ ren đó nhỏ mà em. Để lát chị lấy ren la ren cho. Size M lớn L nhỏ của F21 ngực 91 đổ lại nè. 35k luôn lên mã hồng. Size ML luôn, ngực 91 đổ lại luôn. 35k lên mã dây. Ren đúng không? Lai mấy cái này lên ren. Ren. Size M ngực 86 đổ lại. Cái này không có chỗ nhét mút, nó làm dạng mút nè. 35k luôn. Lên mã sọc tím hồng của An Nguyễn nè. Dây 35 của Hạnh Nguyễn 1 đó.
M cổ chữ V ngược 86 đổ lại 5687 luôn. Cho coi giảng tốt nha, 30k lên mã đen. À, em tím này nó là mút liền mà nó rách cái ren rồi em tặng nha quý vị. Mặt vẫn ok giống như kiểu gì đó, size M nha. Lên mã tặng nha. Đây cưng chân ngực này nó dài dài nè, size M nhỏ ngực 85 đổ lại, đen của Hạnh Nguyễn. Áo tập em hơn 200 cái rồi giờ. Tặng chị Nguyễn Thị Hạnh nè. Đen 30 của Hạnh Nguyễn 2 á. Cái này đẹp lắm nè, ngực 86 đổ lại, chân ngực dài như rớp rớp vậy đó, đẹp lắm nha. 35k size M nha, 35k lên mã xám. Này của Đăng Kinh nè, size ML ngực 92 đổ lại có mút nha. 40k lên mã 40. À, siêu phẩm hả em? Còn ủa sao hôm qua thấy em xong cái em ngủ quên hay gì vậy? Size size M nè, 20k ai quên. Rồi thôi lỡ mầm long móng 20k đi nha. Lên mã đen. Có quần đùi dây, không có quần đùi. Rebook nè. Trời ơi chị nhớ em gần chết, có em mới soi nổi. Size L hiệu Rebook nè, 30k luôn mã Rebook. Làm nay chị phải bán sale thấy không? Bán thành nước hai rồi đó em. Qua còn ế cả đóng. Size SM nhỏ ngực 82 đổ lại nè, đen 20 An Nguyễn. Ngực 82 đổ lại nha, rất là đẹp, 35k. Lên mã sọc đi. An Nguyễn 20 nè. Đây đây. À, cái này không phải ren mà là áo ống. F21 còn tem luôn nha quý vị. Cái này là mới luôn, còn tem của F21 chứ không phải tem cửa hàng Si, nó khác. Tem của hãng khác. Nó tầm size M nha. Nãy của gì Tâm cái gì quên rồi. Nhớ là Mai gì đó. Mày rồi em này 15k thôi nha, 15k. Mai chồng hả? Đúng rồi. Ờ có cái Tâm à. 15k lên mã vàng. Rồi em sexy nè. Size ML 20k lên mã đỏ đô vàng của Livella 15k. Đỏ đô nha, 20k.